Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị khách hàng quay trở lại với Toyota Thăng Long. Em là Nghĩa, phụ trách bán hàng tại Toyota Thăng Long, có địa chỉ ở 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Kể từ thời điểm mà chiếc Toyota RAV này hạ giá bán từ 668 xuống còn 633 triệu thì ngay lập tức nó trở thành một trong những cái mẫu xe 7 chỗ của Toyota bán chạy nhất tại thị trường Việt. Có thể là nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao bán như thế mà vẫn không vào trong top 10. Thì cũng chia sẻ với anh em là cái giới hạn quota nhập khẩu của dòng Toyota RAV này một tháng chỉ rơi khoảng tầm 400 xe. Với cái mức như thế thì hàng tháng Toyota RAV thường xuyên là bán cháy hàng, không có hàng tồn kho. Nhưng 400 xe một tháng thì chắc chắn là chưa thể đủ lọt vào top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam được. Bởi vì có những thời điểm vị trí thứ 10 nó đã phải tầm hơn 800 xe rồi. Đối với cái dòng xe Toyota RAV này có giá 633 triệu, một mức giá được đánh giá là khá hợp lý. Ngoài ra thì theo em nghĩa nó có tổng cộng 9 yếu tố dẫn đến việc mà Toyota RAV nó đạt được cái thành công ngoài mong đợi tại thị trường Việt Nam tính cho đến thời điểm hiện tại. 9 yếu tố này là gì? Thì ngày hôm nay em nghĩa sẽ mời quý anh chị các bạn chúng ta khám phá chi tiết hơn nữa về mẫu Toyota RAV này để xem với 9 yếu tố như vậy thì Toyota RAV có xứng đáng để bỏ đồng tiền ra sở hữu tại thời điểm này hay không. Chúng ta cùng theo dõi video ngay bây giờ. Yếu tố đầu tiên của Toyota RAV có thể dẫn đến một cái doanh số tốt, đó chính là nhập khẩu nguyên chiếc. Tại thị trường Việt Nam thì từ xưa đến nay những cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc có thể là từ Thái Lan, từ Indonesia hay là đặc biệt là từ thị trường Nhật Bản, Trung Đông hoặc Mỹ luôn là những cái mẫu xe mà được tìm kiếm nhiều nhất. Chiếc Toyota RAV này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và thú thực theo quan điểm cá nhân của em Nghĩa thì cái chất lượng hoàn thiện của Toyota RAV tại Việt Nam hay là của Indonesia thì gần như nó đạt cái mức độ tương đồng 99 so với 100. Tuy nhiên, yếu tố nhập khẩu thì luôn luôn được người tiêu dùng Việt Nam đưa lên hàng đầu. Và chính vì vậy, đây cũng là cái yếu tố tiên quyết đầu tiên dẫn đến việc mà cái mẫu xe này nó rất được khách hàng tin tưởng. Mỗi khi khách hàng gọi điện đến em Nghĩa thì luôn hỏi là xe này là xe lắp ráp hay xe nhập khẩu. Và nếu em trả lời xe nhập khẩu, đó là một điểm cộng. Yếu tố thứ hai, đó chính là gầm rất cao. Quý vị có thể nhìn thấy cái hệ thống gầm của Toyota RAV thì cái khoảng sáng gầm xe nó đạt mức 220mm, đi kèm với góc thoát trước và góc thoát sau nó rất là rộng. Với cái địa hình của Việt Nam thì quý vị biết rồi, nếu mà mình ở thành thị thì cái việc mà thường xuyên leo vỉa hè hay là ổ gà nó gặp thường xuyên. Nếu mà quý anh chị chúng ta ở những cái vùng nông thôn, vùng ngoài thành phố thì cái việc có một cái mẫu xe gầm cao đa địa hình như thế này nó cũng là một cái sự lựa chọn rất là thú vị thay vì những chiếc xe sedan gầm thấp. Yếu tố thứ ba mà mẫu Toyota RAV này chiếm được cảm tình người tiêu dùng đó chính là xe được thiết kế với 7 chỗ ngồi, 3 hàng ghế. Rất nhiều khách hàng thích những mẫu xe sedan 5 chỗ hoặc những cái mẫu xe crossover 5 chỗ. Tuy nhiên thì phần lớn tại thị trường Việt Nam mình hiện tại, cái mẫu xe 7 chỗ như thế này nó rất phù hợp với những gia đình đông người. Ở Việt Nam thì ô tô vẫn là một cái thứ gì đó, một thứ tài sản rất là giá trị. Và nhiều khi là chúng ta chắt chiu tiền bạc đến lúc khoảng 35-40 tuổi anh chị mới có điều kiện có thể là mình sắm được một chiếc xe như thế này, giá quanh quanh khoảng 700-800 triệu. Đến lúc này thì chắc chắn là gia đình nhỏ của mình cũng đã có rồi, bố mẹ thì cũng vẫn còn rất khỏe mạnh. Mình đi đâu đó thì luôn luôn muốn sử dụng một chiếc xe dành cho cả gia đình. Đó, về quê này hay là đi du lịch, một chiếc xe có thể chở đầy đủ cả ông bà, cả hai vợ chồng, cả những đứa trẻ thì rõ ràng là một chiếc xe tuyệt vời hơn nhiều so với việc lựa chọn một cái mẫu xe sedan 5 chỗ hoặc là crossover 5 chỗ, mặc dù nó có cao cấp hơn chăng nữa. Yếu tố thứ tư chính là nằm ở logo của Toyota. Một chiếc xe đến từ Toyota thì sẽ đảm bảo cho anh chị một cái sự tin cậy trong quá trình vận hành và sử dụng. Đây là thương hiệu ô tô lớn nhất toàn cầu. Và riêng tại thị trường Việt Nam thì cho đến thời điểm hiện tại, về showroom chính hãng hay là các điểm sửa chữa chính hãng thì đã cán mốc con số ngoài 60. Có nghĩa là nó tương đồng với việc mỗi một tỉnh thành thì đều có một đại lý Toyota. Điều này thì rõ ràng là nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Ví dụ như là vận hành này, bảo dưỡng này, chi phí sửa chữa, vận chuyển hay là thậm chí cả cứu hộ thì Toyota có thể đáp ứng rất tốt tất cả như vậy. Và dĩ nhiên Toyota RAV là một sản phẩm đến từ Toyota sẽ được hưởng toàn bộ những cái quyền lợi, những cái sự tin cậy, những cái lòng tin của khách hàng đã xây dựng suốt bao nhiêu năm nay tại thị trường Việt Nam. Với 4 yếu tố như vậy thì có lẽ là cũng đã chiếm được khoảng 40% lòng tin của khách hàng rồi. Yếu tố thứ 5 thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc cảm nhận của con mắt. Chúng ta bỏ ra một số tiền để mua một sản phẩm thì việc đầu tiên là mình cảm thấy yêu, cảm thấy thích, cảm thấy hài lòng. Hài lòng đầu tiên là chúng ta phải nhìn từ cái thiết kế ngoại thất. Thì rất may là Toyota RAV lại có một cái thiết kế ngoại thất có thể nói là cực kỳ tuyệt vời. Thời điểm mẫu xe này ra mắt thì nó được mệnh danh là tiểu Fortuner và nó được mệnh danh là một mẫu mini SUV tại thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ có những cái cản đặt ngang như thế này, những cái thanh ngang rất là mạnh mẽ, thể thao. Ở phần đầu này thì mình cũng có nhiều những cái thiết kế hiện đại, ví dụ như là cụm đèn LED này, đèn LED ban ngày này, tự động bật tắt này,
rồi là thậm chí cả đèn gầm sương mù mình cũng được trang bị rất đầy đủ. Đâu đó những cái điểm nhỏ ví dụ như là cái hệ thống cản hay là cái hệ thống váy chống va đập phía trước này, nó cũng là một trong những cái điểm nhấn rất là giá trị của Toyota mà các kỹ sư cũng đã trau chuốt trên cái mẫu xe Toyota Rush này. Đây là phần đầu. Và dĩ nhiên với một cái phần đầu đẹp như vậy thì phần thân và phần hông chúng ta cũng sẽ có đầy đủ. Ví dụ như đây là một bộ la răng 17 inch rất đẹp. La răng phay cắt nhá, 17 inch này. Đó, rồi là những cái đường gân dập nổi dọc thân xe hay là gương chiếu hậu chỉnh điện, cục điện tích hợp xi nhan báo rẽ. Đâu đó thì khách hàng sẽ than phiền về cái việc tay nắm cửa này nó hơi nhỏ so với một mẫu SUV. Chúng ta cũng có lẽ là sân si bỏ qua bởi vì dù sao đây cũng chỉ là một mẫu mini SUV thôi. Bù lại thì ở phần đuôi này mình lại có những cái thiết kế rất là mạnh mẽ và nó đẹp không kém gì phần đầu đâu. Khi nhìn chiếc Toyota Rush này từ phía sau thì quý anh chị các bạn dễ dàng nhận thấy này. Đầu tiên mình sẽ có một cái cụm đèn thiết kế dạng 3D. Toàn bộ phần trên này là đèn LED hết. Đèn xi nhan và đèn báo lùi thì sẽ là đèn halogen thông thường. Ở Toyota Rush ngoài việc thiết kế đẹp thì yếu tố tiếp theo chiếm cảm tình đó chính là về cái tiện nghi option, phải nói là cực kỳ tiên tiến. Toyota Rush là một trong những mẫu xe đầy đủ nhất của Toyota, có giá dưới 800 triệu mà được trang bị rất nhiều các option tiện nghi. Ngay phía đuôi này thì quý anh chị các bạn cũng có thể để ý thấy hệ thống camera lùi, hệ thống cảm biến lùi và hệ thống cảm biến góc thì cũng đã được trang bị rất là đầy đủ. Ngoài ra thì Toyota Rush này ấy, nếu mà nói về tiện nghi thì có lẽ là chúng ta phải vào trong khoang nội thất để chúng ta thấy được cái mức độ tiện nghi của mẫu xe Toyota Rush này nó như thế nào. Thì mấy chị các bạn chúng ta hãy cùng vào trong phía trong xe. Yếu tố tiện nghi mà em Nghĩa muốn nhắc đến ở đây thì đầu tiên sẽ nằm ở cái cụm chìa khóa thông minh này. 633 triệu và chúng ta có sẵn một hệ thống chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm start stop cũng như là tính năng ra vào xe thông minh. Với mẫu chìa khóa này thì việc nổ máy xe trở nên rất đơn giản và tiện nghi. Đó. Với nút bấm khởi động start stop. Quý vị có thể nhìn thấy là với tiện nghi của Toyota Rush thì mình sẽ có rất nhiều điều để nói. Đầu tiên là quý anh chị các bạn chúng ta sẽ có một cái màn hình của Toyota chính hãng và đây là một trong những cái màn hình thiết kế rất đẹp với cái hệ điều hành thân thiện. Đó, quý vị thấy vừa khởi động lên và gần như không có độ trễ gì luôn. Những cái màu sắc nó được kết hợp một cách cực kỳ là hoàn hảo. Trên màn hình này còn hiển thị rất nhiều thứ, ví dụ như hệ thống camera lùi rất là nét. Ngoài ra thì về tính năng giải trí của Toyota Rush với màn hình này mình còn được trang bị sẵn cả 8 loa quanh xe. Cùng với đó là các tiện nghi khác ví dụ như là điều hòa tự động với hai dàn lạnh. Đó, đây là một trong những cái tính năng rất là tuyệt vời và Toyota Rush thì luôn chiếm cảm tình của khách hàng. Hai dàn lạnh thì giúp chúng ta luôn luôn có một cái không khí rất là trong lành và thoáng đãng. Chắc chắn là đi đường dài mình sẽ không bị say. Tiếp nữa này, cũng không thể bỏ qua những cái tính năng tiện nghi khác ví dụ như là cảnh báo thắt dây an toàn cho từng vị trí ghế ngồi. Rồi là mình sẽ có cái tính năng ví dụ như là đèn tự động bật tắt này hay là vô lăng tích hợp các nút bấm khởi động thông minh. Thì đây cũng là một trong những cái tiện nghi mà không thể không nhắc tới của mẫu Toyota Rush. Rõ ràng là với một chiếc xe ấy, thì cái việc yêu cầu về tiện nghi nó là mênh mông. Tôi thích thêm cái này, tôi thích thêm cái kia, tôi thích thêm nhiều thứ. Tuy nhiên giá cả thì sẽ là cái vấn đề cản trở lớn nhất. 633 triệu và trên mẫu Toyota Rush này quý anh chị có đầy đủ màn hình DVD, 8 loa, camera lùi, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, cảm biến góc trước, góc sau, start stop khởi động thông minh. Đó là những cái yếu tố có thể nói là rất tuyệt vời dành cho một mẫu xe giá khá là rẻ như thế này. Yếu tố thứ 7 của Toyota Rush cực kỳ ăn khách đó chính là an toàn tuyệt đối. Một chiếc xe như thế này và quý anh chị được trang bị rất nhiều các tiện nghi, các tính năng liên quan đến mức độ an toàn. Mình sẽ có phanh ABS dành cho 4 bánh này, phân phối lực phanh điện tử EBD, bổ sung lực phanh khẩn cấp PA, cân bằng điện tử VSC, cùng với đó là 6 túi khí quanh xe. Thì Toyota Rush này chính là một trong những chiếc xe đầu tiên của Toyota đạt tiêu chuẩn 5 sao của NCAP châu Á. Quý vị sử dụng mẫu xe này thì cực kỳ yên tâm nếu không may xảy ra va chạm. Đó, mình đã trải qua được 7 yếu tố. Và đến đây thì có lẽ là nhiều người sẽ quyết định xuống tiền để mua mẫu xe Toyota Rush này. Tuy nhiên, nếu quý anh chị các bạn chúng ta tìm hiểu thêm về hai yếu tố cuối cùng thì tôi tin chắc là khi anh chị tìm một cái mẫu xe 7-800 triệu lăn bánh, Toyota Rush này là sự lựa chọn đầu tiên. Yếu tố thứ 8 mà Toyota Rush chiếm được rất nhiều cảm tình khách hàng đó chính là yếu tố nuôi và vận hành. Khi chúng ta bỏ tiền ra mua một chiếc xe thì việc vận hành nó, sử dụng nó như thế nào, nó chiếm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Một chiếc xe như thế này chúng ta chạy 5.000 km sẽ bảo dưỡng một lần. Và quý vị biết cái mức chi phí bảo dưỡng của Toyota Rush này cho mỗi lần bảo dưỡng là bao nhiêu? Nó chỉ loanh quanh khoảng 500-600 nghìn. Và cái đồ đạc thay thế trong trường hợp mình cần thay thế nó cũng cực kỳ rẻ. Ngoài ra có một yếu tố đầu tiên khi anh em để ý đến, đó là việc xe nó ăn uống thế nào. Đây, quý vị thấy này,
Với khối động cơ 1.5 lít hệ dẫn động cầu sau, số tự động 4 cấp thì Toyota Rush chỉ tiêu tốn khoảng 5,8 lít cho 100 km đường ngoài đô thị, 6,7 lít cho 100 km kết hợp và 8,2 lít cho 100 km đường trong đô thị. Đây là một mức tiêu thụ có thể nói là tuyệt vời cho dòng xe 7 chỗ ngồi. Quý anh chị khi sử dụng mẫu xe Toyota Rush này, mình hoàn toàn có thể bảo dưỡng, sửa chữa tại tất cả các đại lý của Toyota ủy quyền trên toàn quốc để hưởng cái chương trình tốt nhất. Ngoài ra với Toyota Rush này, vì đồ đạc này, dầu này và các thiết bị nó rất dễ kiếm, nên nếu anh chị ở những cái tỉnh thành mà mình chưa có đại lý của Toyota, anh chị ngại di chuyển, mình hoàn toàn có thể đưa vào những cái gara thông thường nhất, mình đều có thể sửa chữa vận hành và bảo dưỡng cái mẫu xe Toyota Rush này định kỳ. 8 yếu tố như vậy thì đủ dẫn đến việc chúng ta cảm thấy yêu thích mẫu xe này. Nhưng nếu xuống tiền hay mua hay không thì rõ ràng chúng ta phải cân đối về ngân sách. Trước đây thì Toyota Rush không bán chạy như bây giờ. Tuy nhiên kể thời điểm mà Toyota Rush này hạ mức giá chỉ còn 633 triệu kèm theo chương trình khuyến mại 2 năm bảo hiểm thân vỏ đến từ Toyota Việt Nam thì Toyota Rush đột ngột trở nên đắt hàng. Yếu tố quan trọng nhất mà, giá phải tốt. Vậy thì với chiếc Toyota Rush này, giá niêm yết chỉ có 633 triệu và nếu quý anh chị các bạn mua xe đăng ký biển tỉnh thì nó chỉ rơi vào khoảng 700 triệu là mình có thể lăn bánh rồi. Giá đó đã bao gồm 2 năm bảo hiểm thân vỏ và chưa kể các chương trình khuyến mại đến từ các đại lý của Toyota. Ví dụ ở thời điểm này quý anh chị mua Toyota Rush thì em nghĩa sẽ khuyến mại thêm cho mình tổng 20 triệu nữa để cho mình lựa chọn tiền mặt hoặc phụ kiện tùy theo ý. Ngoài ra thì Toyota rất linh hoạt trong quá trình mà mình thanh toán. Quý vị hoàn toàn có thể trả thẳng mẫu xe này 633 triệu hoặc trả góp chỉ từ 126 triệu là mình có thể sở hữu mẫu Toyota Rush này rồi. Với 126 triệu này anh chị bỏ ra, cái số tiền còn lại mình trả hàng tháng ấy, nó sẽ chỉ rơi vào mức loanh quanh khoảng 6 đến hơn 6 triệu một chút, tùy thuộc vào cái thời gian mình vay và cái gói lãi suất mà mình lựa chọn. Như vậy là anh chị thấy là em Nghĩa vừa mới điểm qua 9 yếu tố, Toyota Rush này thực sự là ăn khách. Và cái con số khoảng gần 500 xe mỗi tháng thì đó là một trong những con số mà Toyota đang kỳ vọng rất nhiều vào mẫu Toyota Rush của mình. Nếu anh chị các bạn có nhu cầu tìm hiểu hoặc lái thử mẫu xe Toyota Rush này thì xin vui lòng ghé qua Toyota Thăng Long yêu cầu lễ tân cho gặp em Nghĩa Cận hoặc em Linh theo số hotline phía dưới để được tư vấn chi tiết nhất. Em Nghĩa xin phép dừng video tại đây và kính chúc quý anh chị khách hàng có một ngày làm việc thật là may mắn và hiệu quả. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.